Tập 26. Mọi người hãy nhìn thật kỹ. Ở góc trái và góc phải của hai bức tranh này, trên đó viết chữ Đào. Trường Ứng Thiên, có làm sao không ký một chữ Đào lên tác phẩm mình sáng tác chứ? Sự thật là danh nghĩa của cha là bị Trương Ứng Thiên cướp đi. Bên tay của tôi chỉ có bức danh nghĩa của con mà ba tôi để lại cho tôi. Hơn nữa, tôi vẫn luôn không hiểu tại sao mấy lại bảo tôi phải giữ thật kỹ, không được tung ra. Cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy bức danh nghĩa của cha, tôi mới hiểu rõ tất cả. Trương Tổng, đối với sự chỉ trích của Đào Vũ Phi, ông có câu nào muốn nói? Trương Tổng, xin hỏi ông có giải thích gì không? Ông có thể giải thích một chút không? Trương Tổng, giải thích một chút đi. Trương Tổng, giải thích một chút đi. Trương Tổng, giải thích một chút đi, đừng đi. Trương Tổng, nói vài câu đi. Ông có gì giải thích không? Trương Ứng Thiên, e là ông không cách nào trốn được đâu. Bởi vì tiếp theo đây, tôi sẽ tố cáo ông tội chiếm đoạt, ngụy tạo, hù dọa. Ông Trương, xin đi theo chúng tôi. Trương Tổng, Trương Tổng, nói vài câu đi. Trương Tổng, giải thích một chút đi. Trương Tổng, Trương Tổng, đừng đi. Trương Tổng. Ba, con đã lấy được bức tranh của ba về rồi. Con đã khôi phục lại danh dự của ba. Đã nhiều năm như vậy rồi, con cuối cùng cũng làm được rồi. Ba cuối cùng có thể yên tâm xa đi rồi. Ba có thể yên tâm đi rồi. Chúc mừng anh giật về cố chủ. Cảm ơn. Hai bức tranh cuối cùng cũng đã trùng phùng. Không khách sáo. Nhưng mà hôm nay anh thực sự đã làm một chuyện lớn, đã cướp hết mọi sự chú ý của em rồi. Em để ý sao? Đương nhiên là không để ý. Anh thành công đánh bại được Trương Ứng Thiên, lại lấy được bức tranh danh nghĩa của cha về, đây là chuyện tốt. Em tiếp nhận GK đúng lúc có thể giúp đỡ triển lãm ở New York của anh. Hai chúng ta hợp tác bắt tay. Chúc mừng một chút. Anh không có tâm trạng chúc mừng. Cũng phải. Mấy ngày nay anh chỉ đối phó Trương Ứng Thiên, có lẽ tinh thần rất căng thẳng. Anh nghỉ ngơi thật tốt. Sau này rồi nói. Em đi trước đây, để anh gọi xe đưa em về. Anh đừng bận tâm. Đúng rồi, em vẫn là người quản lý của anh. Hợp đồng của anh vừa gửi GK. Biết rồi.
Thế này là cái hôm qua chúng ta thảo luận. Đưa anh xem một chút. Khả San, em làm sao? Cảm thấy hình như em có chỗ nào không giống. Tối hôm qua em có cuộc hẹn sao? Cùng với A Lập. Thằng nhóc này tay chân bao lẹ ghê. Cái gì hẹn hò chứ? Là hẹn hợp. Anh cũng phải đi. Bây giờ chỉ đợi bản kế hoạch của anh thôi. Mau chóng làm nhanh một chút đi. Trên này xem thử. Em cảm thấy cái này của anh làm thành biểu đồ game sẽ nhìn rõ hơn. Biểu đồ gì? Biểu đồ game. Cái đó sao mà dùng? Giống cái này. Rất đơn giản. Biểu đồ game chính là đem thời gian và số liệu kết hợp lại với nhau, cộng thêm cái này. Không quá xa xôi đúng không? Không, rất đơn giản. Được không? Biết anh biết rồi, em ra ngoài đi. Cái đó. Sau này đừng mặc áo thấp quá như vậy. Đầm cũng đừng mặc ngắn như vậy. Lỡ như lộ hàng phải làm sao? Cái gì mà thấp, cái gì mà ngắn chứ? Quần thể thao trước kia em mặc không phải tất cả đều phải phơi chân ra ngoài sao? Đó là bởi vì trước kia em giống như đàn ông vậy. Ai lo được chứ? Bây giờ không như vậy nữa. Bây giờ thì làm sao? Tóm lại sau này em cẩn thận một chút đi. Đừng để những tên đàn ông xấu xa ăn đậu hũ của em. Đặc biệt là A Lập. Biết rồi. Hoan nghênh quý khách. Anh đến làm gì? Có ai quy định là không được đến sao? Đúng, là mẹ gọi nó đến không được sao? Dì à, xin chào. Ba ơi, dẫn mẹ đi, nhanh lên đi. Vợ à, giúp tôi một việc. Mắt của tôi không tốt, không xỏ kim được. Không được, tôi ở đây có chuyện rất quan trọng. Của tôi càng quan trọng hơn. Lỡ tôi bị kim đâm trúng phải làm sao? Tại ông rảnh rỗi quá. Đi đi, tôi ở đây có chuyện quan trọng. Đi đây, tạm biệt. Được rồi, bây giờ không còn người khác nữa. Nói đi, đến đây có mục đích gì? Thực ra cũng không có mục đích gì. Chính là muốn biết tại sao cô còn chưa quay về Khang Na làm việc. Y Phạm đã bị bắt rồi. Hay là cô đột nhiên phát hiện cửa hàng truyện tranh thích hợp với cô hơn, cho nên anh đến đây là bởi vì muốn cười nhạo tôi. Đúng, tôi chính là không tính trở về. Tôi cảm thấy cửa hàng truyện tranh rất thích hợp với tôi. Nó cũng phải nhìn ra được. Anh tốt nhất là nghĩ như vậy. Cô sao sẵn là biết tôi quan tâm đến tiền đồ của cô. Cô còn đùa. Thực ra, tuy rằng mọi người đều biết là do Trương Ứng Thiên sai khiến Y Phạm động tay động chân với bức tranh của Âu Dương Hoằng, nhưng mà dù sao thì lúc đó Y Phạm vẫn là người của Khang Na. Khang Na vẫn phải gánh trách nhiệm. Cho nên tôi nghĩ phải dùng cách gì để xin lỗi thầy Âu Dương Hoằng, để ông ấy hồi tâm chuyển ý đây. Ông ấy bây giờ nhất định là rất ghét tôi. Đi theo tôi. Làm gì vậy? Đi. Để tôi lấy túi sách đã. Tôi này. Học trưởng đẹp trai đó sợ sản xuất thích thần âm nhà chúng ta, còn đặc biệt quan tâm đến tiền đồ của thần âm. Nhưng mà con gái chúng ta cũng không nhất định phải chịu cậu ta. Nếu không thì sao? Đã đến tuổi thích hợp kết hôn rồi còn kén chọn. Tôi không có nói cậu ta không tốt. Tôi chỉ là nghe con gái nói bên cạnh cậu ta đã có người khác rồi. Hơn nữa hình như là còn đính hôn rồi. Tôi chỉ là lo con gái của chúng ta lỡ như không cẩn thận hồ đồ trở thành tiểu tam nhà người ta, vậy thì không tốt. Vậy phải làm sao? Thầy Âu Dương Hoằng, xin lỗi.
Trung tổng của chúng tôi đã trừng phạt và đuổi việc của đồng nghiệp làm ra việc đó rồi. Cũng đã tìm một thợ sửa tranh tốt nhất để sửa bức tranh đó. Hy vọng thầy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Xin thầy. Xin thầy. Thầy à, cả đời này của em, ngoại trừ cạnh tranh với bản thân, vẫn luôn muốn cùng với họa sĩ mà em kính trọng nhất cạnh tranh. Mà thầy chính là người em kính trọng nhất. Em đem tác phẩm của em từ New York về đây chính là hy vọng nhận được sự đánh giá của thầy. Nếu như có cơ hội có thể cùng triển lãm với tác phẩm của thầy, đó là vinh hạnh của em. Tôi nói Đào Vũ Phi, thành tựu của cậu ở giới hội họa sớm là không thua kém tôi. Sao phải thổi phồng bảo tôi triển lãm tranh chứ? Hay hôm nay đích thân cậu đến đây thuyết phục tôi, không phải chính là vì Lý Thần Âm sao? Tác phẩm trước kia của thầy đã bị hủy rồi. Tất cả đều là quỷ kế của Trương Ứng Thiên. Em cảm thấy món nợ này không thể tính trên đầu của Lý Thực Âm và Khang Na. Nếu không thì chính là thị phi bất phân. Thầy à, thầy cảm thấy thế nào? Cậu được lắm. Tôi sẽ không mắc bẫy cậu. Cậu bây giờ đang dùng chiêu khích tướng. Nhưng mà chiêu khích tướng này cũng không tệ. Được, tôi đồng ý với cậu. Thực sự là quá tốt rồi. Cuối cùng đã cứu vãn được thầy Âu Dương Hoàng rồi. Tôi lại có thể sửa sạch nỗi oan. Cô vui như vậy sao? Đương nhiên rồi. Có thể được đường chính chính trở về Khang Na rồi. Cảm ơn anh học trưởng. Thật ngại quá. Tôi chỉ là có chút vui quá mà thôi. Muốn bày tỏ một chút lòng cảm ơn. Đừng hiểu lầm. Còn may là đối với tôi, nếu như đối với đàn ông khác có thể dẫn đến hiểu lầm. Sợ sao là rất vui vẻ, giả bộ dè dặt cái gì. Học trưởng à, làm sao? Cái đó, quan hệ của anh và cô Lệ Kỳ không đơn giản. Cô ấy lại là quản lý của anh, hơn nữa còn là bà chủ mới của CK. Cho nên anh đích thân ra mặt giúp tôi xin thầy Âu Dương Hoàng để tôi tiếp tục ở Khang Na tổ chức triển lãm. Vậy cô Lệ Kỳ có để ý hay không đây? Tôi đột nhiên đói bụng quá. Cùng tôi ăn chút đồ đi. Cái đó, mẹ tôi có lẽ đã ở nhà nấu cơm đợi tôi về rồi. Không muốn đơn độc ăn cơm cùng tôi cứ trực tiếp nói, đừng có diễn cớ. Chẳng lẽ cô không biết cô sẽ không biết cách nói dối sao? Vừa nói dối tai sẽ đỏ lên. Cái gì cũng không giấu được anh. Mỗi một chi tiết của cô tôi đều không có bỏ lỡ. Được thôi, ăn cơm thì ăn cơm, ai sợ ai. Không đi là chó con. Tôi mời. Nhất định phải nói thành như vậy cô mới chịu đi ăn cùng tôi sao? Đi mau, anh sắp phải thành chó con rồi. Mì đến rồi. Cảm ơn mẹ Tư. Nhìn thấy hai người các con lại ở bên nhau, thật tốt. Hai người từ từ ăn đi.
Y Phạm, cô về rồi. Anh làm gì đó? Tôi chỉ muốn đến thăm cô. Có cái gì đáng thăm? Không phải vẫn luôn xinh đẹp sao? Đương nhiên. Thế nào? Sau này có dự định gì? Con có thể có dự định gì chứ? Cả giới nghệ thuật bây giờ không có ai dám mời tôi. Tôi vẫn là nên đến nhà hàng bưng bê phục vụ cho rồi. Y Phạm, cô đừng có nói như vậy. Cô nhìn cô đi, xinh đẹp như vậy, lại có năng lực như vậy, nhất định có nơi càng thích hợp với cô hơn. Đừng nóng lòng có được không? Sao tôi có thể không nóng lòng chứ? Nếu không, anh nuôi tôi đi. Được, tôi có tiền để dành. Cho dù là muốn mua nhà, khoản thanh toán đầu tiên giờ có thể trả được. Anh nuôi nổi tôi sao? Được chứ. Chỉ cần chúng ta ăn xài tiết kiệm một chút, nhất định là có thể. Thật ngại quá, tôi không muốn ăn xài tiết kiệm. Phiền anh bớt lo giùm. Y Phạm à, tôi... Alo, xin chào. Là tôi. Đợi một chút, tôi có chuyện phải đi làm. Tôi đi trước đây, tạm biệt. Y Phạm à, alo. Trung tổng, thầy Âu Dương Hoàng đã đồng ý để Khang Đa chúng ta tiếp tục phụ trách triển lãm rồi. Thật tốt quá. Vũ Phi quả là không khiến chúng ta thất vọng. Lý Thực Âm, đây là một cơ hội mất đi nhưng tìm lại được. Nhất định phải làm thật tốt triển lãm tranh của thầy Âu Dương. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng. Chỉ là bà chủ của CK bây giờ là cô Lệ Kỳ, không biết sẽ như thế nào. Cô đang lo lắng cho Vũ Phi sao? Thần Âm, đây không phải chuyện cô nên lo lắng. Vâng, tôi biết rồi. Hãy làm thật tốt. Khang Đa không chịu nổi một lần vấp ngã nữa. Giúp tôi xem bên này một chút. Ở đâu? Đúng vậy, không được đúng. Mọi người, tôi trở về rồi. Xin chào, nhìn chỗ này đi. Ở đây hình như thích hợp. Được. Anh xem thử, như vậy không được. Không sao, chúng ta tiếp tục nghĩ cách. Được rồi, tôi biết rồi, tạm biệt. Sao không có ai để ý mình chứ? Bất ngờ chưa? Chị Thần Âm, Quang Ngân trở về. Quang Ngân, mọi người làm tôi hết hồn. Nhớ chị lắm. Mình cũng muốn ôm. Chụp hình nào. Nào, nhìn bên này. Tiểu Mẫn của cô. Của tôi sao? Đây là cái gì chứ? Cái gì? Cậu xem. Cái gì chứ? Sao lại như vậy? Cư dân mạng này thật là quá đáng. Đúng là ngu ngốc đi. Đều nói bậy, cậu và Gia Vũ sớm đã chia tay rồi. Cái gì cũng không biết, cậu ở đây chửi qua chửi lại. Thật là, cậu đừng để ý bọn họ. Thực sự là rất kỳ lạ. Thật là. Đây là cái gì chứ? Khả Sang, em đã đọc chưa? Đọc rồi. Thần âm bị pha thâm bộ của anh quanh tạc rồi. Nói rất là khó nghe. Bọn họ hiểu lầm Tiểu Âm rồi. Chúng tôi sớm đã chia tay rồi. Anh vốn không phải là nạn nhân gì. Cho dù là bọn họ có thì cũng không thể nào có mà. Không được, anh phải đi tìm cô ấy. Anh đừng có đi vội. Em cũng đi. Vậy em nhanh lên đi. Anh ta làm gì vậy? Bây giờ không cần làm việc nữa sao? Cô gần đây suốt cuộc là bận chuyện gì? Vừa dập tắt một chuyện lại đến một chuyện. Lý Thực Âm, nếu như chuyện này xử lý không tốt, cô ở trong giới nghệ thuật sẽ biến thành người phụ nữ xấu xa quyến rũ họa sĩ đã có vị hôn thê. Trung tổng, tôi đối với những ngôn luận không có thật ở trên mạng cảm thấy rất là xin lỗi. Nhưng mà tôi không có lăng nhăng hay là không quyến rũ Đào Vũ Phi. Tôi không làm gì sai, tôi biết. Nhưng mà fan tham bộ trên mạng lại không biết. Bọn họ công kích cá nhân cô chỉ càng ngày nghiêm trọng hơn thôi. Tôi biết cô chịu nhiều thiệt thòi, nhưng mà vì muốn lo cho đại cục, thời gian này
Ngoài trừ công ty và trong nhà ra, nơi công cộng cô vẫn là không nên đi. Lỡ như xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng đến triển lãm của thầy Âu Dương thì không hay đâu. Hai người là làm gì vậy? Mình thực sự không thể gặp người khác sao? Em thực sự đã hẹn hò với Đào Vũ Phi rồi à? Anh ta là người đã có vị hôn thê rồi. Khả sao? Em cũng nói cô ấy đi. Thật âm là người trưởng thành. Em tin cậu ấy làm như vậy chắc chắn có lý do của cậu ấy. Ngay cả hai người cũng nghĩ vậy sao? Em và Đào Vũ Phi thực sự không có hẹn hò được không? Quan trọng là fan của Gia Vũ không biết hai người bây giờ đã chia tay, cho đến mới cảm thấy cậu đã bắt cá hai tay. Bây giờ quan trọng hơn là mọi người đều cho rằng em đang cùng một người đàn ông đã có vị hôn thê hẹn hò. Hai người đến tìm em chứ gì muốn nói những điều này sao? Em nghe đã đủ nhiều rồi. Tiểu Âm, được rồi, bọn anh không nói nữa. Vậy em không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Số của ai chụp những tấm hình này, hắn tại sao lại đưa lên mạng chứ? Có lẽ chỉ là người qua đường chụp được. Không thể nào. Chắc chắn là có người muốn hãm hại Thần Âm. Ai sẽ hãm hại Thần Âm chứ? Có phải là vị hôn thê của Đào Vũ Phi không? Không thể nào. Vị hôn thê của Đào Vũ Phi là người rất có giáo dục, không thể làm ra loại chuyện này. Anh đừng có vu khống người ta. Cho dù là như vậy, cũng phải điều tra ra là ai làm chứ. Không thể cứ để mặc như vậy không lo. Tiếp tục kéo dài như vậy càng bất lợi cho em hơn, biết không? Sẽ sao? Tất cả mọi chuyện đều phải hướng về tình huống xấu nhất tính toán. Mặc kệ như thế nào, anh cũng sẽ thanh minh với bên ngoài. Cảm ơn bọn họ đã quan tâm anh. Sau đó nói với bọn họ chúng ta đã chia tay rồi, chỉ là bạn bè bình thường. Cảm ơn anh Gia Vũ. Tổng giám đốc Trần Lệ Kỳ. Nếu sau này cô gia nhập CK thì sẽ phụ trách bên quan hệ công chúng, âm thầm giúp đỡ tôi. Không cần phải xử lý những cái kế hoạch triển lãm phức tạp gì đó, hoặc đối phó với những nhà nghệ thuật phiền phức. Mỗi ngày cô chỉ cần trang điểm xinh đẹp, giúp tôi duy trì quan hệ với các chủ đầu tư là được rồi. Đây là thế mạnh của cô mà, đúng không? Điều kiện của cô tôi không có vấn đề gì, nhưng mà danh tiếng của tôi trong giới nghệ thuật đã tệ như vậy, cô vẫn muốn dùng tôi sao? Nói thẳng đi, cái cô muốn rốt cuộc là gì? Rất tốt. Cái tôi muốn là sự thẳng thắn của cô. Với thân phận của tôi, có rất nhiều việc không thể làm được, nhưng mà cô thì có thể. Cho nên tôi muốn cô làm phân thân của tôi. Tôi nói cái gì cô làm cái đó. Hơn nữa, với điều kiện của cô, rất nhiều người không quan tâm danh tiếng của cô có tốt hay không, đúng không? Ok, để tôi suy nghĩ đã. Đã đi tới đường cùng rồi, không còn sự lựa chọn khác sao? Anh, có việc gì vậy? Anh Gia Vũ, chị Khả Sang, hôm nay anh Lập đến báo danh. Ngồi đi. Vâng. Đúng rồi, hôm nay trễ như vậy còn làm phiền hai người, vất vả rồi. Còn có, tâm trạng anh không tốt, có lẽ là vì chuyện của chị Thần Âm. Là chuyện như vậy anh căn bản không cần để ý. Anh càng phản ứng nó càng tệ, giống như là anh rất để ý chuyện đó vậy. Anh xem đi, em đã nói như thế nào? Bây giờ người ta cũng cho là như vậy. Đã nói với anh từ trước rồi, những việc chưa tin đồn trên mạng anh không cần quan tâm. Anh còn trả lời từng cái một, anh không phải là ăn no không có chuyện làm. Nhưng nếu như chúng ta không trả lời giống như ngầm thừa nhận,
Khu Gia Vũ, em xin anh, trước đây anh xảy ra chuyện như vậy đều là em giải quyết, tại sao anh không nghe lời của em? Nhưng mà nếu như anh không có động thái gì thì cô ấy sẽ mãi gánh cái danh này, hiểu không? Anh có phải là ngốc không vậy? Nếu như người ta cố ý tung ra những tin này chính là đợi anh mắc câu, bây giờ anh mắc vào rồi. Anh mặc kệ, dù sao cũng đã hứa với Thực Âm rồi, tùy anh thôi, anh muốn thế nào thì làm như vậy. Chuyện sau này của anh đừng có tìm em thảo luận. Em có ý gì vậy? Cái gì mà ý em ý anh? Được rồi, dừng lại. Xin lỗi nha. Sao vậy? Hôm nay hình như là đến thảo luận việc quảng cáo đại diện của em. Khả Sang, em chuẩn bị tài liệu cho A Lập. Tại sao tài liệu không phải là anh chuẩn bị? Bây giờ anh mới là người phụ trách chính của vụ này. Anh nghĩ là em sẽ chuẩn bị. Em không việc gì sao phải giúp anh chuẩn bị. Được rồi, không sao cả. Bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị được không? Em có thể đợi, được không? Nhanh đi, đừng để A Lập đợi quá lâu. Có thôi đi không? Anh mới là thôi đi. Bên đây có hai người, không có cái ghế nào. Tự tìm đi, tự tìm đi, ngồi tùy ý. Ông xã, ông mau đến xem. Ở đây, ở trên bàn sao lại viết con gái chúng ta thành ra như vậy? Viết thành như thế nào vậy? Nó nói con gái tiêu cực Đào Vũ Phi là muốn lừa trai của Vũ Phi vào Khang Na. Còn nói nó vốn dĩ là đứa con gái lăng nhăng và tâm cơ, chuyên ra tay với người nổi tiếng. Còn nói nó đã có Khu Gia Vũ, còn muốn quấn lấy Đào Vũ Phi. Ăn nói tầm bậy. Con gái nhà chúng ta không phải đã chia tay với Gia Vũ lâu rồi sao? Đúng vậy, những bình luận trên bàn đều không cần chịu trách nhiệm sao? Đọc tôi xem thử. Ông xem. Cái gì? Cậu Nguyễn Sủ đàn ông đã có gia đình. Con gái nhà chúng ta sao có thể làm như vậy? Ba, xem cái gì vậy? Đừng có xem những thứ tầm bậy này có được không? Sao bọn họ có thể giết như vậy chứ? Con gái à, Vũ Phi có phải thực sự đã có vị hôn thê? Đó là chuyện của anh ta, không có liên can tới con. Vậy thì con đừng có qua lại với anh ta nữa, tránh bị người ta chỉ trỏ. Con cũng không có qua lại với anh ta. Dù sao thì hai người cũng đừng có xem những cái giết lung tung này được không? Con ra ngoài hóc gió một chút. Cẩn thận an toàn. Sao có thể giết bậy chứ? Ăn trái cây đi. Học trưởng, sao lại lén lút đi theo em? Tôi chỉ lo lắng có người quấy rầy cô. Anh như vậy rất giống ma. Cô đã xem tôi là ma từ lâu rồi, không phải sao? Đúng vậy. Tôi mới được tẩy trắng, giờ lại bị bôi đen. Tôi cảm thấy chúng ta bây giờ vẫn là không nên gặp mặt thì tốt hơn, để tránh bị người khác hiểu lầm. Cô không nên quản những thứ đó. Cô mà xem là thật thì cô thua rồi. Cô có ổn không? Không sao. Đã luyện được bình đồng gia sắc từ lâu rồi. Tôi không sao đâu học trưởng. Anh mau về đi. Cẩn thận. Thực Âm, mau chạy. Học trưởng. Mau chạy đi. Học trưởng à. Học trưởng. Học trưởng. Anh không sao chứ? Không sao. Thật cảm sao cô lại ngốc như vậy? Tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện. Đi. Cấp cứu.
Thật âm, cô nhất định phải cố gắng. Rốt cuộc phải bao lâu nữa mới tỉnh dậy bác sĩ? Bác sĩ đâu? Vừa mới ở đây, bây giờ đi đâu rồi? Mà cô Tiểu Âm và chúng tôi không đáng tiền sao? Mẹ à, mẹ đến rồi. Bà đừng có làm ồn nữa, bệnh viện là không phải chuyên phục vụ cho chúng ta. Ba, ba cũng đến rồi, nhưng mà thương tích Tiểu Âm tương đối nặng. Tương đối nặng, ông hiểu không? Phải ưu tiên bên nặng chứ. Mình bị thương rất nặng sao? Không cảm giác gì. Cô gái bây giờ nằm ở đây, không phải không có việc gì rồi sao? Bà đừng có lớn tiếng nữa, làm ồn cô gái nghỉ ngơi. Tôi... Phải, cô không có sao. Hai người đừng cãi nhau nữa. Không sao, sao ông biết không sao chứ? Không sao, sao giờ còn chưa tỉnh lại? Đào Vũ Phi đều tại cậu. Chính là tên sao chổi cậu, hai con gái của chúng tôi. Không được, hai người không được ở bên nhau. Được rồi, bà đừng có làm ồn. Bây giờ tìm bác sĩ. Đúng rồi, tôi tìm bác sĩ. Đi tìm bác sĩ đi. Con gái à, cô tỉnh rồi. Ba, học trưởng đâu? Còn học trưởng cái gì? Tại sao con lại phải đỡ một dao giúp Đào Vũ Phi chứ? Học trưởng gì con cũng bị đánh mà. Học trưởng, sao trên người anh toàn là máu vậy? Anh cũng bị thương rồi sao? Có bị gì không? Tôi không sao. Cái này không phải là máu của tôi. Cô nằm yên đi, đừng có đứng dậy. Chúng ta đã báo cảnh sát rồi, tin là sẽ bắt được hung thủ nhanh thôi. Yên tâm đi. Con gái, không phải ba muốn nói con. Từ sau khi Vũ Phi về nước, con xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con cũng khó trách mẹ con tức giận như vậy, nói ra những lời đó. Coi như là ba muốn ủng hộ các con, cũng sắp không có lập trường nữa rồi. Ba, tại sao đều trách học trưởng? Lại không phải anh ấy sai. Ông Lý, mời đến phòng y tá, lập tức đến ngay. Con gái, con nằm nghỉ một chút, ba quay lại ngay. Học trưởng, anh đừng để ý. Người nhà tôi chính là như vậy. Ba mẹ cô nói không sai. Tất cả những thứ này đều tại tôi. Tại sao anh cứ trách bản thân vậy? Nếu anh cứ...
Cô gái lăng nhăng như vậy mau chóng phóng sinh đi, đừng có lưu luyến nữa. Chính là vì sự tồn tại của cô gái xấu xa như vậy làm đứa con gái như tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Đừng có nghĩ xóa đi thì thiên hạ thái bình, mau chóng truy tìm cô ta. Cô Trần, hình của chúng tôi đã đưa cô một phần copy rồi. Cô dùng tên giả để đăng trên trang của fan. Mặc dù đã bị quản trị viên xóa đi rồi, nhưng cũng đã khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Đây là hình mới nhất mà chúng tôi chụp được, cô có thể xem qua. Không ngờ là Lý Thần Âm lại đứng ra bảo vệ Vũ Phi. Vất vả cho anh rồi. Nếu như sau này còn có việc gì cần thì tôi sẽ phải làm phiền anh nữa. Được, cảm ơn. Lý Thần Âm, cô lại có thể hy sinh như vậy cho Vũ Phi. Tuy là tôi không biết là ai ra tay làm hại Vũ Phi, nhưng làm như vậy thực sự đã làm loạn kế hoạch của tôi. Không được, mình nhất định phải nghĩ cách. Mình không thể để họ nối lại từ xưa. Tiểu Âm, Gia Vũ, xem anh ba cái gì? Cái gì? Bánh bao chiên em thích ăn nhất, cộng thêm một muỗng ớt. Cảm ơn. Nhưng anh xem em bây giờ có thể ăn bánh bao chiên cay không? Không phải mình đã nói với cậu rồi sao? Khả Sang, mình mang bản thiên tinh đến cho cậu, đơn giản thôi, có thể xoa dịu tâm trạng. Cảm ơn cậu. Mình giúp cậu cắm vào. Vẫn là Khả Sang chu đáo. Vết thương của em đỡ hơn chưa? Dì nói rất nghiêm trọng. Anh xem dì căng thẳng đến mức này rồi. Mẹ mình chính là như vậy, thích cứ việc nhỏ thành việc lớn, có chuyện thành việc lớn. Cái này mình biết, nhưng anh ấy không biết. Tiểu Âm à, xin lỗi. Làm sao ngay cả anh cũng nói xin lỗi rồi? Anh đoán chắc chắn là do những fan cuồng đó làm, giống như chuyện lần trước của cô vậy. Cô nào vậy? Fan nữ cuồng của anh ấy lúc trước nhiều như vậy. Cô lộ Tiffany, cái gì mà có cả đống, chỉ có mình anh ấy nhớ. Em thật sự không nhớ rồi sao? Chính là cái người. Sao lại không thấy Đào Vũ Phi vậy? Anh ấy đi làm ở công ty, không giống mình. Trong giai đoạn nghỉ việc không lương, còn có tâm trạng lấy mình ra giỡn sao? Bác sĩ nói sao vậy? Vết thương của cậu, bác sĩ nói không sao, không bị thương đến xương, chỉ là mất máu hơi nhiều thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày là có thể xuất viện. Đến lúc đó mới đến bệnh viện tái khám thì tháo chỉ. Vậy thì tốt. Anh nghĩ ra một cách. Khả Sang, em đi liên hệ phóng viên. Anh phải mở họp báo. Họp báo gì vậy? Đến lúc đó thì em biết. Tiểu Âm, em yên tâm, sẽ không có fan đến quấy nhiễu em nữa đâu. Khả Sang, chúng ta đi. Bánh bao chiên ăn lúc còn nóng nha. Đã nói là không ăn được ớt rồi mà. Hôm nay tôi muốn đính chính lại sự thật của tôi và Lý Thật Âm. Tôi và Lý Thật Âm đã chia tay lâu rồi. Hình ảnh trên mạng mà mọi người thấy chỉ là mọi người nhìn thấy hình rồi suy luận thôi, hoàn toàn không phải sự thật. Hơn nữa cố ý gây thương tích. Cộng thêm tôi đã giải nghệ rồi, không còn là nhân vật công chúng nữa. Hy vọng mọi người không làm phiền đến cuộc sống riêng của tôi, càng không làm phiền đến cô Lý Thần Âm. Hành vi lần này đó là do fan của tôi làm thì không chỉ là hành vi bạo lực không lý trí, đó là còn vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật nước ta. Tôi hy vọng mọi người cần phải lý trí hơn. Đích chính của tôi đến đây thôi. Xin hỏi anh Khương, anh và cô Lý Thật Âm còn có cơ hội quay lại với nhau không? Anh Khương, anh trả lời đi. Đúng vậy, còn cơ hội quay lại không? Nói vài câu đi. Tôi và cô Lý Thật Âm, thật ra cảm ơn câu hỏi của mọi người. Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn. Mau đi, đợi đã, anh Khương, Gia Vũ. Xin đợi một lát.